Mời đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình nêu câu hỏi. Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi có một câu hỏi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải như sau. Hiện nay quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường cao tốc được các doanh nghiệp và cử tri rất quan tâm. Trước đây nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã đề cập đến vấn đề tốc độ trên các đường cao tốc. Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của kỳ họp này, đại biểu đã có nêu vấn đề tại sao nhiều tuyến đường cao tốc mới hoàn thành đi vào vận hành khai thác chỉ cho phép tối đa là 80 km/h, như vậy là chưa giảm thiểu tối ưu cực vận tải và thời gian lưu thông, trong khi đường quốc lộ 1A đủ các loại phương tiện đường hỗn hợp dân cư, các loại hình kinh doanh, trụ sở cơ quan, trường học tập trung đông người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, nhưng có nhiều đoạn vẫn cho phép tốc độ tối đa là 90 km/h. Xin hỏi Bộ trưởng, tại sao lại có quy định như vậy? Thời gian tới có điều chỉnh gì đối với tốc độ của các đường cao tốc nói chung và mục tiêu làm giảm áp lực lưu thông và đặc biệt là giảm thiểu tai nạn trên giao thông trên tuyến quốc lộ 1A? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Liên quan đến câu, tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của đại biểu Trần Quang Minh ở Quảng Bình. Liên quan đến nội dung là đại biểu có phản ánh là một số cái tuyến đường cao tốc thì chỉ cho chạy 80 km. Thế nhưng mà cái đường các có những cái tuyến đoạn ở trên quốc lộ 1A thì lại chạy được 90 km, thì xin báo cáo với đại biểu ấy là hiện nay ấy thì đối với Việt Nam thì chúng ta có cái tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc có 4 cái giới hạn tốc độ. Một là cao nhất là 120, thứ hai là 100, thứ ba là 80 và thấp nhất là 60 km. Thế thì hiện nay ấy thì rất nhiều những tuyến đường, và cái này tất cả cái tiêu chuẩn này được đặt ra thì phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật. Thì nhiều tuyến đường của chúng ta nếu đầu tư một cách đồng bộ hoàn chỉnh theo cái quy hoạch thì thậm chí là có thể chạy được 120 km/h. Ví dụ như là đi từ Hạ Long đi Móng Cái chẳng hạn là chạy 120 km/h, hay chúng ta đi Hà Nội Hải Phòng là 120 km/h. Thế và cũng cùng một cái tuyến như là Pháp Vân Cầu Rẽ thì chúng ta chạy 100, nhưng Cầu Rẽ Ninh Bình thì lại là 120. Vì đơn giản là chỉ cần thêm một cái yếu tố, đó là có cái độ nhám, thì từ 100 có thể nâng lên 120. Thì báo cáo với đại biểu như vậy. Thế và hiện nay thì ngay từ đầu năm 2023 thì chúng tôi cũng đã cho nghiên cứu lại để mà rà soát lại xem cái tiêu chuẩn của chúng ta có đáp ứng được cái đã phù hợp với thực tế chưa. Thì quá trình vừa qua thì các cơ quan đơn vị cũng đã thực hiện nghiên cứu và thấy rằng là với cái những cái tuyến đường hiện nay chúng ta đang quy định 80, quy định 80 thì có thể nâng lên là 90 km. Thế còn là các cái giải tốc độ lớn hơn thì chúng ta vẫn phải chấp hành, tuân thủ các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn. Thì về phía Bộ Giao thông Vận tải thì trong cái quy, chúng tôi đã điều chỉnh lại cái quy hoạch, cái tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc rồi. Và dự kiến là trong cái quý 1 của 2024 thì sẽ có cái thay đổi cái tốc độ giới hạn tối đa các cái tuyến cao tốc là từ 80 lên 90 km/h. Thì xin... tôi xin báo cáo với Quốc hội và xin trả lời hai vị đại biểu Quốc hội như vậy. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Tiếp theo xin mời đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, đoàn Bắc Cạn nêu câu hỏi. Đại biểu Lê Tất Hiếu chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn câu hỏi như sau. Năm 2021, nhiều địa phương đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình tại các xã khu vực 2, khu vực 3, trong đó có tỉnh Bắc Cạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc thanh toán tiền nhân công khoán bảo vệ rừng năm 2021 vẫn chưa được thực hiện. Với tỉnh Bắc Cạn là trên 28 tỷ, xin hỏi Bộ trưởng, nguyên nhân của việc chậm chi trả và đến bao giờ người dân ở địa phương có rừng như tỉnh Bắc Cạn được chi trả tiền khoán chăm sóc bảo vệ rừng? Tôi đồng thời gửi câu hỏi này đến Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tôi xin hết câu hỏi. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Lê Tất Hiếu, đoàn Vĩnh Phúc nếu câu hỏi. Đại biểu Cao Thị Xuân chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin được gửi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương một câu hỏi như sau. Theo quy hoạch điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 để thực hiện nghị quyết số 134 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội khóa 14, trong đó có nội dung ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời, mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản tự tiêu.
Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp. Theo các dự báo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mùa hè năm 2024 tiếp tục xảy ra nắng nóng, khô hạn kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Nguy cơ thiếu điện của miền Bắc là rất cao. Việc xây dựng bổ sung nguồn điện mặt trời là một trong giải pháp có thể thực hiện nhanh để cấp bổ sung nguồn điện cho miền Bắc. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư điện mặt trời, mái nhà tự sản tự tiêu trong khu công nghiệp nhưng chưa thể thực hiện được do thiếu cơ chế chính sách, hành lang pháp lý. Đề nghị Bộ trưởng cho biết kế hoạch ban hành các cơ chế chính sách để có hành lang pháp lý phát triển điện mặt trời mái nhà, bao gồm cả điện mặt trời trên mái nhà dân, công sở và điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp, và giải pháp để có thể phát triển điện mặt trời với công suất cao nhất có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện mặt trời trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Các đại biểu lưu ý là thời gian đặt câu hỏi chỉ có một phút thôi. Và khi đặt câu hỏi thì không nhất thiết là phải phát biểu nó quá dài. Đây không phải là phát biểu thảo luận. Nên nếu ngay những vấn đề mình quan tâm và chất vấn là gì. Xin mời đại biểu Cao Thị Xuân, đoàn Thanh Hóa nêu câu hỏi. Thưa chủ tọa kỳ họp, tôi xin được chuyển đến một câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn như sau. Tại nghị quyết 134 của Quốc hội có yêu cầu Chính phủ xây dựng triển khai đề án tổng thể về sắp xếp di rời bố trí lại dân cư vùng có nguy cơ hoặc vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai. Tại quyết định 590 của Thủ tướng Chính phủ đề ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 bố trí ẩn định cho 47.159 hộ vùng thiên tai. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2022 mới bố trí ổn định được cho hơn 5.000 hộ. So với mục tiêu đề ra của Thủ tướng đến năm 2025 thì cả nước cần bố trí ổn định cho 42.000 hộ vùng có nguy cơ thiên tai. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Xin được hỏi Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ trên, trách nhiệm thuộc về ai? Và nếu không thực hiện được mục tiêu 47.159.000 hộ này thì xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm, chịu trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội như thế nào? Tôi xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, đoàn Vĩnh Phúc. Kính thưa chủ tọa phiên chất vấn, kính thưa Quốc hội, tôi xin được gửi một câu hỏi tới cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo nghị quyết 100 của Quốc hội yêu cầu là đánh giá tổng thể và đầu tư nghiên cứu để nâng cấp các tuyến đường cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ 2 làn xe hoặc 4 làn xe mà không có làn dừng xe khẩn cấp thành đường ô tô phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc theo quy định. Vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết việc đầu tư một số tuyến đường cao tốc không có làn xe dừng xe khẩn cấp thì có